sống gần những con đường đông đúc có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh chàm. Việc một số người sống gần những con đường đông đúc và nhiều khói bụi sẽ làm cho họ tăng nguy cơ mắc bệnh chàm. Cụ thể, một nghiên cứu mới đã cho thấy những người sống xa các khu vực có lưu lượng xe cộ nhiều, tình trạng da sẽ ít khả năng diễn biến trầm trọng thêm. Nghiên cứu này được đánh giá trong 13 năm, tập trung vào các bệnh nhân ở Denver, Mỹ, từ trẻ sơ sinh đến 18 tuổi. Những người mắc bệnh chàm sẽ được so sánh đối chứng với một nhóm bệnh nhân có quy mô bằng họ nhưng không mắc bệnh chàm. Tổng cộng nghiên cứu bao gồm hơn 14.000 trẻ em. Các nhà nghiên cứu đã tính toán khoảng cách từ nhà của những người bệnh đến một con đường có lưu lượng xe với hơn 10.000 chiếc xe trên ngày. Kết quả cho thấy nguy cơ mắc bệnh chàm, viêm da dị ứng giảm 21% mỗi khi tăng gấp 10 lần khoảng cách so với đường chính. Tiến sĩ Nevitt, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy trẻ em sống cách đường lớn 1.000m trở lên có tỷ lệ mắc bệnh viêm da dị ứng thấp hơn 27% so với trẻ em sống cách đường chính trong phạm vi 500m. Đây mới chỉ là bước đầu của nghiên cứu về mối liên hệ, vì vậy chúng ta cần thực hiện nhiều công việc hơn nữa để kiểm tra các cơ chế sinh lý bệnh liên quan đến mối liên hệ này." Những phát hiện trên đã được công bố trong phần bổ sung trực tuyến vào tháng 2 của tạp chí dị ứng và miễn dịch lâm sàng. Dự kiến nghiên cứu sẽ được trình bày trong một cuộc họp ở San Antonio của Học viện Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học ở Mỹ, diễn ra trong các ngày 24 đến 27 tháng 2. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.